Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái máy bơm nước đơn giản với motor 7.5. Motor này có 80W này. Nên là mình làm dạng bơm đẩy, mà ở miền Tây người ta còn gọi là bơm rùa đó. Chúng ta cần chuẩn bị thêm là một cái bịch ống 49, một cái co 49 và một đoạn ống 49, cái khớp nối này để truyền động qua cái thanh trục này. Một cái khớp nối đồng và ốc vít 5mm để nối vừa vô đây luôn. Chúng ta sẽ cần thêm một cái miếng dán để làm cái bệ bắt máy lên. Và cuối cùng là bình ắc quy, thì mình sẽ gắp vô. À quên, còn thêm cái bật đạn cho cốt 5mm mà có mặt bít một bên đó. Giờ mình sẽ khoan lỗ để cái bật đạn vô đây. Chúng ta sẽ khoan lỗ. Này là khoan, mỗi khoan 10mm. Khoan xong nó sẽ ăn gì? Chúng ta sẽ dùng cái vỏ của bộ nguồn này để cắt cánh quạt. Cắt xong cái lấy móc rồi mình xỏ vô. Gắn này vô. Cái này. Sẽ được cái gì? Nói hiểu đi.
bờ biển quốc các bạn ơi. Này dạng bơm lùa, bơm đẩy ở miền Tây các bạn. Ở miền Tây thì cách người ta đặt máy bơm ruộng là như vậy đó các bạn. Sẽ có một cái cây tre gác ngang để làm cái bờ để nền máy. Và hai cây sóc chéo này để tạo dưới cái láp với cái tu hít. Còn nếu mà chỗ nào bơm thấp quá mà nước không đủ thì người ta treo thêm cái chai gì đó, hay cái thùng bự, nếu máy bự thì treo cái thùng bự. Để cho nó đừng có hút sấy nước, hụt nước không lên được đó. Cái đó ống 49 nhưng mà mình thấy bự quá nên mình giảm lại còn đầu ra có 34 à, cho đầy ống cho đẹp chơi. Làm quá êm.